không suy nghĩ là có một đêm có mini show của mình. Chưa suy nghĩ. Nhưng mà ước mơ thôi. Nhưng mà tối nay là ước mơ của mình là đến rồi. Congratulations to Miss Janice Phung for being one of the finalists of the Vietnam Idol as a singer. So proud of her for being joined. Mình tên là Thủy Tiên và mình là một fan của chị Janice từ đầu chương trình đến giờ và đến hôm nay đến để chào mừng chị Janice trở lại Hà Nội và đến để chúc mừng chị đã lọt vào đến trận chung kết. Đây là lần đầu tiên mình gặp chị Janice ở ngoài đời bởi vì các gala trước thì mình chỉ có bay từ Hà Nội và Sài Gòn để ủng hộ trên sân khấu thôi. Và chị Janice thực sự chị rất là thân thiện và she's very cute. Tôi quen Janice cũng gần 5-6 năm rồi. Là từ trước đấy là cũng rất thích cái giọng của Janice hát ở nhiều nơi. Quán này là nói chung là từ Janice tham gia cái Vietnam Idol thứ 6 là mình cũng mở TV xem live hết cho các khách ở đây. Mình là cũng bảo là kiểu là voting cho Janice. Tối nay mình cảm thấy là rất là phấn khích. Mình làm hết sức cho tất cả khán giả.